tim là một bộ phận quan trọng nhất trong hệ tuần hoàn của cơ thể con người, khi tim bị một vấn đề nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Bệnh tim mạch là một trong những căn bệnh phổ biến nhất về tim và được đánh giá là rất nguy hiểm, đe dọa sự sống con người. Vậy bệnh tim mạch là gì, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết như thế nào? Các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhé! Bệnh tim mạch là gì? Bệnh tim mạch là tình trạng liên quan đến sức khỏe của trái tim, do sự hoạt động của các mạch máu làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của tim. Bệnh thường xuất hiện âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng con người. Các bệnh tim mạch bao gồm bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, bệnh thấp tim, cao huyết áp, bệnh tim bẩm sinh và suy tim, bệnh cơ tim. Bệnh tim mạch diễn ra rất phổ biến, bệnh có thể xảy ra ở tất cả mọi người mà không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, và bệnh rất khó chữa, không thể chữa khỏi hoàn toàn và đòi hỏi điều trị trong một thời gian dài gây tốn kém. Tiết lộ những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Điển hình nhất vẫn là do thói quen sinh hoạt hàng ngày như sau. Tác nhân đầu tiên phải kể đến đó là hút thuốc lá. Một trong những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhất, vì trong thuốc lá có chất nicotine và carbon monoxide gây co thắt các mạch máu, sơ vữa động mạch. Thói quen ăn mặn sẽ khiến khối lượng máu tuần hoàn tăng lên do bạn uống nước và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Tăng cholesterol trong máu cũng sẽ hình thành các mảng sơ vữa động mạch. Lười vận động và ít tham gia các hoạt động thể dục thể thao cũng là nguyên nhân gây ra bệnh lý tim mạch. Tinh thần không được thoải mái, căng thẳng kéo dài cũng sẽ làm hỏng các động mạch vành và làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim. Thừa cân cũng là yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành về tim. Dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh tim mạch. Một số biểu hiện bệnh tim mạch sớm nhất: khó thở. Khó thở đừng chủ quan khi bạn gặp phải. Một trong những nguyên nhân nghiêm trọng gây ra dấu hiệu khó thở là suy tim và bệnh mạch vành. Thường xuất hiện khi khả năng bơm máu của quả tim bị suy yếu hoặc bị tắc nghẽn dòng chảy vào tim. Những cơn khó thở sẽ xuất hiện từ từ và tăng lên khi người bệnh nằm. Một số bệnh lý tim mạch khác thường gặp như đau tim, rối loạn nhịp tim, bệnh hô hấp cũng gây cho bạn khó thở, đau lồng ngực. Đau lồng ngực ghé thăm thường xuyên cũng là biểu hiện của bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh sẽ cảm thấy lồng ngực nóng lên, căng da bóp nghẹt hoặc hai tay đau nhức. Các cơn đau kéo dài và người bệnh sẽ thấy nặng hơn khi cố gắng vận động, cơn đau sẽ tự hết và trở lại với cường độ, tần suất cũ. Ngoài ra, đau tức lồng ngực cũng là biểu hiện của một số bệnh lý khác. Đánh trống ngực. Ngoài khó thở và đau lồng ngực ra, thì đánh trống ngực cũng là triệu chứng của bệnh tim mạch. Những người bị bệnh tim mạch sẽ thấy tim đập nhanh chậm bất thường, hoặc tim đập mạnh một nhịp sau đó gần như tạm dừng hoạt động. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đánh trống ngực. Có rất nhiều loại loạn nhịp tim mà bệnh nhân bị đau tim mạch thường gặp phải. Nếu trường hợp bất chợt tim đập nhanh, bạn cần phải đi kiểm tra ngay. Hoa mắt, chóng mặt. Hoa mắt, chóng mặt dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Có khoảng 30% trường hợp hoa mắt, chóng mặt nhưng thường gặp ở những bệnh nhân trên 65 tuổi. Hoa mắt, chóng mặt, choáng váng cũng có thể là do não nhận không đủ máu, hoặc một số nguyên nhân khác như sơ vữa động mạch thiếu máu, rối loạn nhịp tim. Lúc này bạn cần bổ sung các thực phẩm giàu magie để giúp xương chắc khỏe và cải thiện tuần hoàn trong mạng lưới vi mạch. Ngất xỉu, mất ý thức. Khi người bệnh tự nhiên ngất xỉu, mất ý thức thì đây cũng là một dấu hiệu giúp bạn nhận biết mình bị bệnh tim mạch. Đây cũng là một dấu hiệu khá phổ biến và hầu hết chúng ta thường nghĩ rằng do căng thẳng, hoảng hốt, lo sợ nên dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi là hết. Tuy nhiên, đối với người bị bệnh tim mạch, ngất xỉu lại là dấu hiệu để thông báo cho họ biết mình đã bị bệnh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, gây tử vong hàng đầu. Chính vì thế, khi bạn ngất đột ngột thì nên đi kiểm tra để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết về bệnh tim mạch mà chị bệnh muốn gửi tới các bạn. Mong rằng qua bài viết này, khi các bạn thấy có các dấu hiệu trên thì nên đến các cơ sở để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Blog chị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.